Rồi ngày mới mình cũng xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là mình đang xuống bãi ghe tàu đánh cá mà khơi vô cả nhà. Hôm nay mình sẽ ghi hình lại những gì ghe tàu vô có tôm cá như thế nào, mình sẽ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi mình cũng thương không quên chúc quý cô chú, anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi cả nhà đồng hành cùng với mình luôn nha. Giờ này cũng là 6 giờ cả nhà, ghe đồ đi đánh bắt đang vô. Ghe này là ghe khác nữa cả nhà, còn ghe mình cũng mua là ghe khác nữa cả nhà. Hơi tối hơi mờ rồi cả nhà, thông cảm quá nha. Bây giờ này 6 giờ mấy rồi, giờ tối vui rồi. Cái ghe này là ghe thu mua đó, mình sẽ căn đầu ghe này. Đây là ghe thường người ta đi thu mua ngoài biển vô đó cả nhà ơi. Đây là các loại tôm cá, ghẹ, mực gì là đủ loại luôn cả nhà. Mình sẽ mua ghẹ, mua tôm sú biển ở ngoài này nha cả nhà. Ốc nè, quá trời luôn. Đủ loại với các loại trên đây nè, ốc gai luôn. Đó. Rồi các loại hải sản tươi sống thôi. Người ta đang chạy xe trực tuyến quá nha cả nhà. Cái nào đâu em? Nổi luôn. Có lửa rộng lên hả? Rồi. Đấy, hơn 15 ký có chừng 16 ký rồi. Đây lấy luôn, nó chừa lại cho anh nha. Được cái gỗ ghẹ không? 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 Cái gỗ ghẹ đó đỡ, đổ mới đi lấy mớ luôn. Làm mớ luôn nó cháy. Đây là cái ghẹ đó lông nè. Lấy ông mấy khoảng rồi ha, không lửa rồi ha. Quá trời hải sản tươi ngon luôn nghe cả nhà. Đây hổ quay bán em lên thấy không? Cứ quay ra quay lên luôn á. Bữa nay bán ế quá giờ ngồi ăn luôn cả nhà. Bữa nay gian hàng của mình bữa nay khách cũng hơi ít á cả nhà. Thì mình sẽ ghi hình lại hôm nay mình bán gì nha. Bữa nay đồ ăn hơi ít quá. Hôm nay mình có cua đồ, có tôm tích rồi nữa nè. Mình có hai con tôm tích chứ quá to mà gạch son nghe cả nhà. Mình nhìn thấy gạch luôn nha. Đây là mình căng dưới ghe được nhiêu mình đem lên bán nhiều cả nhà. Rồi hôm nay mình cũng có sò đẹp nữa nè. Rồi có tôm sú nè, ốc bông tai, sò huyết, hào. Đây là nhà hàng bữa nay nha. Khu chợ hải sản dưới dốc cầu nha cả nhà. Cái điện
Bữa nay là ngày thứ tư cả nhà, lượng khách bây giờ là cũng hơi ít nha cả nhà. Mình hôm mình có đi lấy đồ hải sản ở dưới ghe rất là nhiều cả nhà, nhưng mà mình lấy mình giao lại cho quán người ta hết cho cả nhà. Mình hôm nay chỉ còn nhiêu thì mình bán nhiêu cả nhà. Rồi tới thứ bảy chủ nhật đó, mình mới là thu đồ vô nhiều để mình bán cho cái ngày thứ bảy chủ nhật không. Mấy ngày thường này thì vắng khách cả nhà. Đây là mấy ngày thường anh em đang bán cũng đụng với mình mà bữa nay vắng khách nghe nè, lâu lâu vậy có khách vô đợt. Bữa nay mình ngon là có món xò đẹp nữa nè, đẹp to to không à, nướng mỡ hành với nướng phô mai nè, ngay bài luôn. Bữa nay bác ấy ăn xôi hả bạn Hiền? Bác ấy ăn xôi luôn rồi. Bác ấy ăn xôi luôn rồi. Ôi bà Thảo anh ăn rồi bây giờ. Ồ ngon quá, hút gột gột đó bác ấy, sao ăn ngon dữ. Quay đang ăn thì bác ấy ăn thấy ham luôn. Còn bán đất thì đâu được ăn đâu, bán đất thì đâu được ăn đâu. Đúng rồi. Bữa nay ăn món gì nè, đưa coi ai. Bữa đó là bún xào thịt, nem nướng. Cũng ngon mà. Rồi vậy mình cũng quay sơ cho cả nhà mình cùng xem nha, bữa nay là ngày thứ tư cả nhà. Thì mình cũng xin kết thúc clip ở đây cả nhà. Cả nhà có xem clip của mình, ủng hộ kênh mình, cho mình một đăng ký kênh và một like cả nhà. Mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà vậy.